Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Giáo sư Nguyễn Đình Cống: Nếu vào được Quốc hội, tôi sẽ không bị biến thành nghị gật. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một người tuyên bố ra khỏi Đảng và tự ứng cử vào Quốc hội khóa 15, nói rằng thực trạng Quốc hội có nhiều nghị gật là một thảm họa của dân tộc. Ông chia sẻ những chức năng cần có của Quốc hội cũng như những tồn tại và yếu kém của cơ quan lập pháp Việt Nam, đồng thời nêu rõ tâm huyết, chương trình hành động của mình với mục đích tập trung vào hai mảng chính: hoạt động làm luật và hoạt động phản biện. Ông chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau: Nếu vào được Quốc hội, tôi sẽ không bị biến thành nghị gật. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, một giáo sư ngành xây dựng, từng nhận danh hiệu nhà giáo nhân dân tại trường đại học xây dựng ở Hà Nội, nhưng nay đã trở thành người bất đồng chính kiến. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Câu hỏi đặt ra là giáo sư cho biết phế định tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Khi mà giáo sư nộp hồ sơ thì chính quyền địa phương đã tiếp nhận như thế nào và có bị cản trở gì hay không? Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã nêu câu hỏi như thế. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đáp: Tôi năm nay ngoài 80 tuổi nhưng tôi thấy vẫn còn sức khỏe tốt. Nhưng quan trọng nhất là tôi có nhiều tư tưởng, ý nghĩ, mong muốn đóng góp để xây dựng đất nước. Nếu như chỉ là một ông già, người dân bình thường thì chỉ giỏi lắm viết được vài ba chục bài báo. Tôi thấy muốn đóng góp một cách tích cực, hữu hiệu thì là vào được Quốc hội. Lý do thứ hai, tôi thực sự mong đất nước có một Quốc hội đúng nghĩa Quốc hội, là cơ quan đại diện cho nhân dân. Muốn như vậy thì Quốc hội phải có nhiều người giỏi để làm luật, thực hiện vai trò là cơ quan lập pháp. Thêm nữa là nhân thời cơ, có chủ trương, có thêm nhiều người ngoài đảng vào tham gia Quốc hội. Thực giả chủ trương như thế nào thì chưa biết, nhưng điều này kích thích tôi và khiến tôi tự ứng cử. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, phải đưa ra cho chính quyền địa phương xác nhận lý lịch và có rất nhiều khó khăn. Tôi xem đây như là một việc thử thách lòng kiên nhẫn. Thành ra hồ sơ của tôi đã làm đến lần thứ 7 và phải nói rằng rất vất vả. Và câu hỏi tiếp theo là ra ứng cử lần này thì nguyện vọng và chương trình nghị sự của giáo sư là gì? Giáo sư có thể chia sẻ chương trình hành động của mình cho mọi người biết hay không? Giáo sư Nguyễn Đình Cống đáp: Chương trình hành động của tôi có mấy điểm là như thế này. Việc làm luật của Quốc hội hiện nay rất yếu. Quốc hội là cơ quan lập pháp và nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội là làm luật. Nhưng Quốc hội hiện nay chỉ thông qua luật chứ chưa làm luật. Và luật thì ngành nào thì ngành ấy làm. Đây là hình ảnh một phiên họp của Quốc hội Việt Nam. Và vì vậy có những luật rất cần cho dân thì chưa ai làm. Hỏi Quốc hội thì Quốc hội bảo điều ấy chưa có ai để ra. Mong muốn đầu tiên của tôi khi vào Quốc hội là tôi sẽ cải cách, đổi mới cách làm luật và phải nhanh chóng ra các luật mà nhân dân đang rất cần. Tôi theo dõi các hoạt động của Quốc hội bấy lâu nay thì thấy rằng tuy có các buổi chất vấn các bộ trưởng nhưng chưa có buổi phản biện những đường lối của nhà nước, của lãnh đạo, điều mà các nước gọi là tranh luận để xem họ làm đúng hay sai. Quốc hội hiện nay chưa ai làm phản biện. Khi tôi vào Quốc hội, tôi sẽ đề xướng việc này và thực hiện vai trò phản biện trong Quốc hội. Tôi vốn là một nhà khoa học, nhà giáo dục và cũng có hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau và tôi có thể tích cực đóng góp đặc biệt vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Tôi cũng đề xuất mở cho mỗi đại biểu Quốc hội, mỗi người một văn phòng và người giúp việc để hoạt động cho hiệu quả. Câu hỏi tiếp theo là vừa qua, ông Hồ A Lành, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nói rằng đảm bảo cánh cửa mở rộng cho những người tự ứng cử. Ý kiến của giáo sư về việc này là như thế nào? Giáo sư Nguyễn Đình Cống đáp: Cũng có điều đáng khen và điều đáng chê. Đáng khen là họ biết mở cánh cửa ra để cho người ta vào, nhưng bản chất của việc đóng và mở là việc làm đáng chê trách. Việc bầu cử phải là việc mở rộng, không có cửa nào cả, mọi người được tự do. Đặt ra cửa tức là đặt ra sự độc quyền, tư tưởng, quan niệm và ý thức về việc có một cánh cửa như vậy là sai, phải xóa bỏ, không có một cánh cửa nào cả. Tư tưởng của Mặt trận Tổ quốc là độc quyền, là ta có quyền mở cho ai thì người đó được vào. Phóng viên hỏi tiếp: Mặt trận Tổ quốc cũng là cơ cấu
với số lượng người được giới thiệu ứng cử vào cơ cấu tự ứng cử. Giáo sư nghĩ gì về cách cơ cấu như này? Giáo sư Nguyễn Đình Cống, cách cơ cấu đó là vi phạm đạo lý và vi phạm luật pháp. Việc chọn đại biểu Quốc hội là do cử tri thích ai, đồng ý ai thì họ chọn, còn cơ cấu như vậy là độc đoán. Đây là hình ảnh người dân đi bầu cử Quốc hội vào năm 2016. Khi chưa bầu thì làm sao biết được thành phần loại này, loại kia? Phải chăng đó là những thủ đoạn, biện pháp không trong sáng như chốt danh sách, lập mẹo, gian dối? Họ nên vận động cho người dân bầu xong rồi mới cơ cấu, chứ chưa có danh sách ứng cử thì làm sao có bao nhiêu người, loại người nọ, loại người kia cho được. Việc cơ quan trước nay như vậy thể hiện quan điểm độc tài, độc đoán và tôi không tán thành việc cơ cấu. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hỏi tiếp, giáo sư nghĩ gì về lá phiếu và tiếng nói của cử tri trong các kỳ bầu cử ở Việt Nam? Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói, năm 1946, Việt Nam có tổng tuyển cử đầu tiên, dù sao cũng thể hiện nền dân chủ văn minh. Các kỳ bầu cử sau, ngoài mồm thì người ta nói rằng phổ thông đầu phiếu là gần 100% cử tri đi bầu và những người ứng cử thì được trúng cử với tỷ lệ rất cao, 95-98%. Nhưng thực chất mà nói đó là đảng cử dân bầu. Dân chẳng qua là theo thôi, thật ra chưa bầu nhưng người ta đã biết ai sẽ trúng cử. Thế thì còn dân chủ ở chỗ nào nữa? Cái hình thức đảng cử dân bầu, hình thức phản dân chủ nhất thế giới mà người ta vẫn thực hiện, vẫn chịu, biết làm sao được. Hiện nay có một xu hướng vận động nói rằng nên tẩy chay các cuộc bầu cử như thế, nhưng tôi nghĩ rằng thời cơ chưa đến. Cũng đành phải như thế thôi, mình phải vận động để có nhiều người tự ứng cử. Nhìn cuộc bầu cử Quốc hội nói là dân chủ, nhưng thực sự đảng cử dân bầu thì như vậy chẳng còn dân chủ gì nữa. Đó là dân chủ giả hiệu mà thôi. Việc dân chủ hóa Việt Nam đang là một vấn đề khó khăn, một con đường gay gò. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã nêu quan điểm như vậy. Và rõ ràng bầu cử Quốc hội thì là tự do ứng cử nhưng phải do đảng kiểm tra và xét duyệt. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào hôm 11 tháng 3 năm 2021. Phấn đấu số người ngoài đảng trúng cử vào Quốc hội khóa mới từ 25 cho đến 50, tức là chiếm từ 5 đến 10% là điều mà bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng ngày 4 tháng 2. Tuy vậy, Ban Tổ chức Trung ương Đảng vừa ra công văn về công tác nhân sự Đại hội Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, yêu cầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường vụ và các tỉnh ủy, thành ủy phải quán triệt thực hiện chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử tại các Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, điều 5 của công văn này ghi rõ. Đối với người ngoài đảng ứng cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét kết luận về tiêu chí chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Đài, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cứ 5 năm một lần họ thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra tổ chức các hội nghị hiệp thương, các cuộc bầu cử Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên 90% là đảng viên Đảng Cộng sản. Đó không phải là một cơ quan độc lập trong việc đánh giá những cử viên của đại biểu Quốc hội. Cho nên, khi để cho những người ở trong Mặt trận Tổ quốc đánh giá những ứng viên ngoài đảng về quan điểm, tư tưởng, lập trường chính trị thì hoàn toàn là không khách quan và không công bằng. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói tiếp như sau. Theo Hiến pháp Việt Nam thì tất cả mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự ứng cử cũng như tham gia bầu cử Quốc hội. Mà ở đây gọi là công bằng thì không phân biệt giàu nghèo, thành phần giai cấp hay là phân biệt quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị, không phân biệt về tôn giáo. Vậy khi cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đánh giá những quan điểm độc lập hay quan điểm đối lập của Đảng Cộng sản để nhằm vào mục đích loại những ứng cử viên đó ra, tức là họ chỉ chọn những ứng cử viên mặc dù không phải là đảng viên Đảng Cộng sản, nhưng lại có những quan điểm và lập trường ủng hộ cho sự cai trị của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Đây là hình ảnh Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội bàn giao danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội. Ông Nguyễn Đình Hà là người đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2016 nói rằng quy định này của Ban Tổ chức Trung ương Đảng nhằm để loại các ứng viên độc lập có quan điểm khác với Đảng. Chỉ để lại những người ngoài Đảng nhưng phải phò Đảng thì mới lọt vào danh sách ứng viên của đại biểu Quốc hội cuối cùng. Ông nói, bầu cử Quốc hội ở Việt Nam có 3 vòng hiệp thương. Vòng đầu tiên là vòng hồ sơ. Vòng thứ hai là hiệp thương tại nơi làm việc và nơi cư trú và vòng thứ ba là lựa chọn danh sách ứng cử viên cuối cùng. Theo như tiêu chí của quy định mà bên Ban Tổ chức Trung ương Đảng đưa ra như thế, thì người ta sẽ loại bỏ ngay hồ sơ của những người ngoài Đảng mà họ cho là không đạt tiêu chuẩn ngay từ vòng nộp hồ sơ. Việc này sẽ làm tăng sự khó khăn cho các ứng cử viên độc lập ở ngoài Đảng. Trong cái thông báo đó còn có chữ tiêu chuẩn chính trị, thì thế nào là đáp ứng được tiêu chuẩn chính trị đây? Ở đây không phải là việc người ta có đáp ứng về chuyên môn hay những yêu cầu của một đại biểu Quốc hội hay không, mà đây là người ta có thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản hay không. Đó là một điều rất mơ hồ, có nghĩa rằng Đảng đang lọc ra những người có xu hướng thân với Đảng và phò Đảng. Khi tôi đang tham gia ứng cử viên đại biểu Quốc hội vào năm 2016, thì hồ sơ của tôi bắt đầu bị gây khó khăn bằng việc chính quyền cấp phường là nơi xác nhận vào bảng xây lý lịch và ứng viên đại biểu Quốc hội đã phê vào đó những lời không tốt về tôi. Và những lời đó hoàn toàn trái với quy định pháp luật và trái với quy định của Ủy ban bầu cử đã hướng dẫn. Pháp luật đã quy định rõ ràng rằng khi mà xác nhận vào xây lý lịch thì chỉ xác nhận là người có cư trú ở đó hay không mà thôi, chứ không được quyền nhận xét về cá nhân, phẩm chất của người ta như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 với bản tin Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nếu vào được Quốc hội, tôi sẽ không chịu bị biến thành nghị gật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.